Bởi vì là chúng ta đang là chủ thể của bài thuyết trình nên là chúng ta hoàn toàn có cái quyền là được chỉ định khán giả. Khi mà chúng ta muốn mời đến ai thì chúng ta hãy cố gắng là chúng ta nêu cái đặc điểm nhận dạng của họ. Đây, ví dụ chúng ta không biết tên, chúng ta không quen biết nhau đúng không? Đây, em xin mời anh trai mặc áo màu vàng và đeo, có đeo cái đồng hồ đấy ạ. Đấy thì bộ phận hỗ trợ sẽ đưa đến và đưa mic cho anh trai đúng không? Chứ đừng có đợi là chúng ta mời nào, xin mời mọi người, không biết là mọi người nghĩ thế nào về cái chủ đề mà ngày hôm nay tôi thuyết trình đây ạ. Thế xong, im lặng, không có ai muốn tương tác cả, không có ai muốn trả lời cả. Thì lúc đấy chúng ta sẽ bị rơi vào cái tình trạng là gì? Khá là quê, khá là xấu hổ, đúng không? Thalic Voice, tuyển sinh các khoa học cải thiện giọng nói, giao tiếp, nói trước đám đông.